Chào mọi người, bây giờ là 9 giờ sáng ngày 2 tháng 10 năm 2021 và mình đang có mặt ở siêu thị Co-op Mart Lý Thường Kiệt. Thì sau chỉ thị ngày 1 tháng 10 thì tất cả các siêu thị cũng đã hoạt động trở lại, tuy nhiên vẫn còn giới hạn số lượng người mua ra và mua trực tiếp. Đây, mọi người đều phải xếp hàng đợi tới lượt. Thì chiều nay mình cũng có dự định vô siêu thị mua một số thứ như là xà bông hay là các vật dụng cá nhân. Thế chiều nay cũng đi một chuyến quá. Đó. Xếp hàng rất là dài. Qua luôn cái đoạn Hòa Hảo nữa. Và nếu như mọi người không thích xếp hàng thì vẫn có thể gọi vào hotline giao hàng tận nơi với mỗi hóa đơn trên 200.000 trong bán kính 6 cây số. Số điện thoại là 028 3957 2767. Và cũng có app Sài Gòn Coop nữa. Đó. Buổi sáng này rất là đông luôn. Và đây là đoạn đường Lý Thường Kiệt hướng về chợ Tân Bình. Xin lỗi mọi người, lúc này có thể là âm thanh hơi nhỏ tại vì vừa chạy xe phải vừa ghi âm luôn trực tiếp á, mọi người thông cảm nha. Mình nhìn thấy thì tất cả các showroom nội thất cũng đều đã được mở lại rồi. Nội thất, vật liệu xây dựng. Và đây là cổng chính của chợ Tân Bình, hay mọi người còn gọi là chợ Vải. Thì mình nhìn thấy là chưa có hoạt động nào trở lại hết. Đó. Mình sẽ chạy một vòng bốn mặt cho các bạn xem. Rồi sau đó chúng ta đi lên hướng về phi trường Tân Sơn Nhất. Đây là mặt chợ Vải bên đường Lê Minh Xuân. Vẫn còn thấy đóng kín mít à. Chúng ta vừa rẽ trái vào đường Tân Tiến, hay gọi là mặt sau ấy. Hôm qua thì mình có đọc báo thì thấy hình như là chợ An Đông, không biết có chính xác không, là chợ An Đông sẽ được mở cửa vào ngày 5 tháng 10, tức là 3 ngày nữa. Bên đây là mặt đường Phú Hòa. Đó, là hết chợ rồi. Đây là đường Hoàng Văn Thụ hướng về đường Trường Chinh, Cộng Hòa và ra phi trường Tân Sơn Nhất.
lúc trước thì đường này, đường Trinh và Cộng Hòa luôn là nỗi ám ảnh lúc 5 giờ chiều. Tất cả mọi người đi làm về kẹt xe cứng ngắc à. Bây giờ thì ai cũng mong nó được kẹt lại một lần nữa. Gọi là đặc sản của Sài Gòn rồi. Vắng quá thì cũng buồn. Mọi người ơi, đây là nút giao giữa Hoàng Văn Thụ, Lê Văn Sĩ và đường Cộng Hòa. Này là cầu vượt. Và đây là đoạn đường Trường Sơn dẫn lên đường Hồng Hà nối vào phi trường Sơn Sơn Nhất. Như tất cả chiếc chuyến bay nội địa và quốc tế cũng đều đang luôn hoạt động. Bây giờ là đoạn đường Hoàng Văn Thụ nó dài với đường Phan Đăng Lưu. Xa xa mọi người sẽ thấy tòa nhà Landmark 81. Phút trên này mới vừa mưa xong. Xá vẫn còn ướt. Và mình vừa quẹo phải vào đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. Nó có thể ví là một đường ăn chơi của giới trẻ, ẩm thực nè, thời trang. Đóng cửa trả mặt bằng khá là nhiều. Khi sushi bán mang về. Các cửa hàng tiện lợi như là
siêu thị, đi chợ hộ vẫn còn hoạt động và rất là đông shipper. Còn mấy cái khách sạn thì khỏi nói rồi, đẹp luôn. Nếu quẹo phải chúng ta sẽ vào khu chung cư Miếu Nổi. Đó, xa xa các bạn thấy rõ, rất là rõ luôn, tòa nhà Landmark 34. Một vòng quanh lại Phan Xích Long. Hiệu trà sữa như Combay, Tu Cha thì vẫn có bán mang về và đặt hàng qua các app. Mình thì thấy ưng nhất là Phúc Long rất là thơm, thơm trà. Hiệu thuốc thì đông. Quẹo phải chúng ta đi về, tiếp tục đi về đường Phan Văn Lưu và đi ra chợ Bà Chiểu. Anh em rồi. Đoạn đường này thì lúc trước thì ngày nào cũng cho cơm hết trơn á. Bên trái mọi người là Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Và Bệnh viện Ung Bướu. Rẽ trái chúng ta sẽ vào đường Đôi Trang Long á. Vừa đến chợ Bà Chiểu thì mưa to quá. Giờ phải đứng đục đợi hết mưa. Hai bên chợ thì vẫn thấy là có rào chắn, tuy nhiên là có thể gửi xe máy để đi bộ vào trong mua trái cây. Đây đó. Bên đó là đường vào, thấy có thể mua trái cây được. Mưa to quá trời luôn. Rồi, hơn nửa tiếng rồi thì mưa mới tạnh mọi người. Bây giờ mình sẽ chạy một vòng thử vô mặt sau của chợ. Đó là đường Vũ Tùng. À, thấy cũng có nhiều người đi chợ lắm nha. Nhìn gần hơn nè, thì cũng thấy buôn bán rau củ quả trái cây thôi.
chở xe đằng kia có chỗ chặn vào. Phía sau chợ thì cực kỳ đông luôn. Đây mặt bên hông của chợ nè. Mọi người xếp hàng ngay tiệm vàng. Có nghĩa là mọi người có thể đi thoải mái từ bên cửa bên hông hoặc là các đường khác, nhưng cổng chính thì vẫn rào đó. Bây giờ quay lại cái chỗ đông đông hồi nãy là một cửa hàng thực phẩm dạng đông lạnh đó. Bên phải là tiệm vàng My Hồng nè. Còn bên trái là cửa hàng thực phẩm tươi sống. Gì? Hà Hiền. Rồi chúng ta đi tiếp thôi. Bên phải là tiệm vàng My Hồng nè. Còn bên trái là cửa hàng thực phẩm tươi sống. Gì? Hà Hiền. Rồi chúng ta đi tiếp thôi. Tới đây là hết chợ rồi. Ở đây là đường Bùi Hữu Nghĩa. Đây mình có mặt trong lòng chợ nè. Thì bên trong vẫn còn lập chốt chặn. Quay ngược trở lại đường Bùi Hữu Nghĩa và đường Vũ Tùng. Tại trên kia không có đường ra. Và mình vừa về đến công viên Lê Văn Tám, mặt đường Võ Thị Sáu. Lại tiếp tục mưa rồi.
thành Grab giao hàng. Mùa này thì làm shipper cũng hơi rất là cực ha, khá là cực. Vừa phải đối mặt với lại dịch bệnh nè, rồi là thêm thời tiết nữa, mưa nắng thất thường, đường xá trơn trượt. Và sau khi mở giãn cách thì lại tiếp tục là tăng giá xăng. Cước phí giao hàng thì mấy ổng có quy định là không được tăng giá cho dân. Như mình được biết thì một chuyến xe giao hàng hiện tại là dưới 3 cây số thì sau khi khấu trừ các chi phí công ty 20% và thuế thì mỗi tài xế chỉ nhận được khoảng 13.500 thôi cho đơn hàng dưới 3 cây số, còn trên 3 cây số thì tính lên. Lại tiếp tục mưa to nữa rồi. Ban nãy thì mình có dự định là sẽ đi quay đường Cách Mạng Tháng 8, sau đó chạy vào Trường Chinh để đi lên chợ Bà Quẹo, nhưng mà mưa vậy chắc phải chạy về rồi. Về cái chủ đề shipper ban nãy á, thì ngoài chi phí đóng cho công ty là 20% ra thì hiện tại shipper cũng đang phải tự xét nghiệm cứ mỗi 2-3 ngày một lần. Chi phí sẽ là 200.000, 300.000 tùy đơn vị. Rồi lại thêm tiền xăng xe nữa, có thể hư xe bất cứ lúc nào. Thu nhập không có bao nhiêu hết trơn á. Hôm bữa đọc một bài báo nói là shipper trong mùa dịch kiếm được 1,5 triệu, 2 triệu một ngày. Thì trên Facebook của mình tất cả mọi người đều phản đối, phi thực tế. Giờ mình về tới đường Nguyễn Tri Phương, quận 10 ha. À, dầm mưa về luôn. Đây. Sẽ có đôi lúc camera hơi mờ do nước mưa nha mọi người. Đèn đỏ. Giờ Nhật Tảo đóng cửa em liền. Chị thấy Phương cũng còn đóng cửa luôn. Bánh canh chẳng bàn Út Dung. À, bún đậu mắm tôm Biến Hải thì còn bán, có bán. Cơm gà Hải Nam tạm nghỉ dịch. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.